Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ có một chiếc 7 chỗ gầm cao rộng rãi, máy thì cực kỳ bền và lành, ít hỏng vặt, rất đáng để anh chị và các bạn có thể là cân nhắc lựa chọn. Chiếc Toyota Fortuner phiên bản Sportivo, máy 2.7 một cầu, sản xuất năm 2015, xe lắp ráp trong nước, đã lăn bánh quãng đường 82.000 km. Đảm bảo cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ, không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi, hỗ trợ sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Đây là những cái chi tiết ở phần đầu xe nổi bật với những cái chi tiết mặt ca lăng, rồi là hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi kết hợp với đèn halogen, rồi những cái phần đèn gầm của chiếc xe dạng halogen thôi. Với dòng Toyota Fortuner thì là một dòng xe nó bền lành. Tính năng công nghệ thì nó sẽ không được trang bị nhiều như là các đối thủ như là Ford Everest hay là Hyundai Santa Fe. Về cái độ rộng rãi của chiếc xe thì nó cũng được đánh giá cao về những cái tiện nghi mang lại cho người dùng. Với phiên bản Sportivo thì nó sẽ trang bị mâm hợp kim với dạng thể thao hay là những cái phần dán tem mác thể thao ở dọc thân xe. Bậc lên xuống thì được trang bị là bậc cứng, rồi là hệ thống vè che mưa bác chủ bác ý đã lên, cùng với hệ thống dán kính, thanh giá lóc thể thao là nguyên bản theo xe. Đây là những cái chi tiết như là hệ thống đuôi xe, như là cụm đèn hậu này, rồi những cái tính năng an toàn giúp cho anh chị và các bạn có thể lùi xe an toàn, như là hệ thống cảm biến cam lùi và hệ thống đèn cảnh báo trên cao gạt mưa, giúp cho anh chị và các bạn đi vào những ngày trời mưa bị bắn bẩn lên kính thì mình có thể lau nó sẽ sạch sẽ hơn, giúp mình dễ dàng quan sát phía sau. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan về cái không gian khoang cốp chứa đồ, với một không gian rất là rộng rãi cho anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ. Có trang bị những cái phần như là chi tiết về keo chỉ đinh tán của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể là cảm nhận qua cùng em về chất lượng những con ốc đinh tán của chiếc xe để mình có thể thấy được. Đấy, các chi tiết nó vẫn rất là đẹp và hoàn hảo anh chị nhé. Đấy, rồi là những cái phần ghế ngồi được có thể gập theo tỷ lệ 50-50 kéo sang hai bên. Ngoài ra thì mình có thể gia tăng thêm để thể thích chế độ bằng cách là gập thêm hàng ghế thứ hai để mình có một cái không gian rộng rãi hơn, giúp anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ hơn. Và cái không gian khoang hành khách hàng ghế thứ hai của chiếc xe thì mình có thể tham khảo. Đây là những cái chi tiết về thông số mức tiêu hao nhiên liệu. Với di chuyển đường trong đô thị nó khoảng 16 lít, còn với đường kết hợp và đường ngoài đô thị nó sẽ thấp hơn. Ghế ngồi với hệ thống ghế da màu kem. Chất lượng ghế ngồi của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể xem và cảm nhận. Đấy, hiện trạng của chiếc xe thì nó vẫn còn trong tình trạng rất là hoàn hảo. Với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì bên đơn vị luôn khuyến khích khách hàng mua xe thì mình có thể mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mình tin tưởng check lại kiểm tra, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước, mang đến sự an tâm hơn trong quá trình sử dụng sau này. Đây là những cái phần điều chỉnh gương cũng như là hệ thống các phím chức năng của chiếc xe, anh chị và các bạn có thể thấy nó vẫn còn rất là rõ nét. Ốc bản lề, cột kèo của chiếc xe hay là những phần má ghế đến nòng ghế của chiếc xe để mình cùng cảm nhận và đánh giá qua về chất lượng chiếc xe Fortuner em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn. Bên trong đây thì nó sẽ trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Có trang bị như là màn hình giải trí này, rồi là các phím điều chỉnh chức năng, cần số dạng zig zag, phanh tay cơ. Các tính năng rất là cơ bản, thực dụng, thiên về cái độ vận hành cũng như độ bền. Với máy móc của chiếc xe thì nó sẽ sử dụng khối động cơ là máy 2.7, máy xăng, dẫn động cầu sau, giúp cho anh chị và các bạn có thể di chuyển ở các cung đường một cách dễ dàng, cũng như cái khả năng vận hành của chiếc xe nó rất là tuyệt vời, đáng để anh chị và các bạn cùng quan tâm. Thanh rằng màu nối của chiếc xe, các chi tiết về ốc bản lề, cột kèo hay là tem mác các thông số của chiếc xe, em quay rõ đầy đủ chi tiết cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Và với chiếc Toyota Fortuner phiên bản Sportivo 41 cầu, hiện tại sản xuất năm 2015, hiện tại được đơn vị chào bán anh chị và các bạn với mức giá 525 triệu. Giá này thì em vẫn còn giảm và thương lượng anh chị nhé. Địa chỉ xem xe thì anh chị và các bạn có thể qua giúp em là số 16 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Anh Vinh Auto, xe chính chủ sử dụng từ đầu. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.